Xin chào toàn thể tất cả ông chí và các bạn nhé. Ngày hôm nay tôi rất là vui và hân hạnh được quay trở lại. Xin chia sẻ với toàn thể tất cả mọi người về cái nội dung lễ bài toán vaccine của chúng ta thì bao giờ có và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã được giao nhiệm vụ liên quan đến công tác vaccine và gần như chúng ta có thể nói là Việt Nam có vaccine sớm hay không và liên quan đến các thiết bị y tế đảm bảo cho chống dịch. Đấy, đến sinh mạng của những bệnh nhân thì được hay không thì rất phụ thuộc rất lớn vào cái tài năng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Đặc biệt là vấn đề vaccine bao giờ có. Bởi vì hiện nay chính phủ chúng ta đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho Phó Thủ tướng Vũ Nam về cái nội dung này. Đấy, và chúng ta cũng nên nhớ rằng số ca nhiễm của chúng ta thì ngày hôm nay đã rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, gần 450.000 ca rồi. Đấy, một cái số liệu mà vô cùng buồn. Bây giờ tràn ngập trang báo đều liên quan đến nội dung về phòng chống COVID-19. Vậy thì vaccine thì nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Vũ Nam quan trọng như nào liên quan đến công tác sản xuất vaccine? Và có hay không thành bại liên quan đến Phó Thủ tướng rất nhiều. Và chúng tôi sẽ chia sẻ công tác phân công nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng, đặc biệt là Phó Thủ tướng Vũ Đam như sau. Nội dung chúng tôi chia sẻ trên 2 nội dung Lama lớn đến Lama 1 lớn và nội dung 2 lớn. Thì các nội dung trọng tâm thì chúng ta nắm như sau. Nội dung 1 lớn, chúng ta biết là chính phủ phân công công tác cụ thể như sau. Về Thủ tướng Chính phủ đã điều hành hoạt động toàn diện của tổ ban hiện nay Phó Thủ tướng. Xin lỗi mọi người, là Thủ tướng Phạm Minh Chính là trưởng ban chỉ đạo rồi. Đấy, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động liên quan đến ban, các ban khác nhau, ủy ban an sinh xã hội, ban tiểu ban trật tự xã hội và các vấn đề liên quan v.v. Ngoài ra là ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 được kiện toàn và được kiện toàn ngày 25 tháng 8. Vậy thì các tiểu ban có 8 tiểu ban bao gồm tiểu ban y tế, tiểu ban an ninh trật tự xã hội, tiểu ban an sinh xã hội, tiểu ban tài chính hậu cần, tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa cũng như là vận động và huy động xã hội. Đây là các tiểu ban. Ngoài ra liên quan đến ban xin có ban dân vận và truyền thông. Đấy. Vậy thì các nhiệm vụ của các lãnh đạo chủ chốt được phân công đặc biệt là có Phó Thủ tướng như nào? Ví dụ Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ phụ trách mảng tài chính hậu cần. Thủ tướng Vũ Đam rất nhiều mảng về y tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định liên quan đến giải của các chính sách và vấn đề pháp lý liên quan đến phòng chống vaccine. Xin lỗi mọi người, phòng chống COVID-19. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về lưu thông hàng hóa và sản xuất kinh doanh. Ngoài ra các thứ trưởng bộ trưởng theo chức năng nhiệm vụ khác, theo đúng cái chức năng chức trách phải và phải chịu trách nhiệm về các cái quyết định của mình. Vậy thì nhiệm vụ cụ thể của Phó Thủ tướng Vũ Đam thì như thế nào, chúng ta sẽ nhắm đến sau. Về cái chức vụ được phân công là phó trưởng ban và cũng như là chỉ đạo hoạt động của tiểu ban. Đấy, chỉ đạo hoạt động của tiểu ban y tế. Thứ hai là về cái nhiệm vụ thì phụ trách nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc vaccine và trang thiết bị y tế trong nước. Như vậy là liên quan đến nghiên cứu chuyển giao và sản xuất thuốc cũng như vaccine. Như vậy đây cái vấn đề mấu chốt, Việt Nam bao giờ có vaccine thì chúng ta đang cố gắng hết mức để trong tháng 9 sẽ có. Và chính Phó Thủ tướng là một trong những người quyết định vấn đề này, bởi vì sẽ đôn đốc rất mạnh và cũng là một trong những người tiêm vaccine thử nghiệm đầu tiên ở Việt Nam rồi. Áp dụng các giải pháp phòng chống dịch để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động như vậy phòng chống dịch. Đây là đều là những nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Ngoài ra ứng dụng các công nghệ, nền tảng công nghệ dành dùng chung toàn quốc để phục vụ chống dịch. Ví dụ các ứng dụng liên quan đến chính quyền điện tử hay là ứng dụng Bluezone v.v. Như vậy là ba cái nội dung, ba mảng vô cùng quan trọng liên quan đến hoạt động chống dịch để chúng tôi muốn chia sẻ toàn thể mọi người. Như vậy chúng ta có thể thấy là Phó Thủ tướng được giao nhiệm vụ rất là quan trọng. Hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ sớm có vaccine để chúng ta đạt được miễn dịch cộng đồng và vượt qua đợt dịch lần này. Xin chào toàn thể các ông chị.